Xin mọi người xin chào cả nhà. Em tiếp tục lên sóng giới thiệu cả nhà một con máy hút bụi của hãng iRobot Roomba. Đây là một cái hãng hút bụi mà nó thông dụng, phổ cập trên toàn thế giới. Đấy. Chứ không phải là đơn thuần là ở một hai quốc gia, mà cái hãng này nó xuất đi toàn thế giới các bác nhá. Cho nên là khi mua các cái hãng này thì các bác mua từ các cái chổi này này. Chổi này là đến các cái quả pin, đến các cái con lăn, nó linh kiện thay thế nó rất là sẵn. Thế nên trước khi mua các cái đồ này, các bác lưu ý là chọn những cái hãng nào mà nó thông dụng đồ ấy. Cái chiếc này thì hiện tại đi kèm một bộ sạc. Củ sạc này cho thị trường Nhật này, nó ghi là 100V, nhưng các bác hoàn toàn có thể cắm được đến điện 250V nhé. Đấy, một cái bộ đốc. Đấy, bộ đốc này. Một cái chổi. Một bộ như này em bán là 3,5 triệu, bảo hành 3 tháng. Đấy, máy hình thức thì còn khá là ok đẹp. Đấy, các chức năng thì hoạt động ok hoàn hảo. Có chỉnh giờ này, ngày giờ, hẹn giờ nhé. Hẹn giờ thì các bác muốn hẹn giờ nào các bác ấn ok. Nhưng mà trước khi hẹn giờ thì các bác phải ấn chỉnh cái giờ thực tế đã. Đấy, ok đã. Đấy, mình ấn clock này này, mình chỉnh giờ. Bây giờ đang là 10:50 thì là 10:50 các bác nhé. 10:50 sáng, ok này. Đấy, sau đó các bác ấn muốn hẹn giờ, các bác ấn vào chữ này thì nó lên thứ hai này, chẳng hạn thứ hai các bác muốn hẹn mấy giờ hả? 2 giờ sáng hút chẳng hạn thì mình ấn ok, thì đúng thứ hai 2 giờ sáng hút, 2 giờ sáng đêm nó sẽ chạy đấy. Giờ các bác xóa thì để bằng cách này, mình cấn này cho nó chạy về các cái vạch. Đấy, 4 cái vạch như này mình nhấn ok là xóa hẹn giờ nhé. Rồi, đấy là ngày thứ hai này, thứ ba, thứ tư cũng làm như vậy thôi. Chủ nhật ok, không có ngày nào cả. Nút pot này là chạy vòng tròn một chỗ để hút các cái vị trí xung quanh một chỗ thôi. Đấy, đơn giản vậy. Nút đốc này là hết pin tự phải sạc này. Nút đốc này là về là sạc này, tự chạy về đốc này. Đấy. Chiếc máy này thì có thêm một cái phần, con này sản xuất 2013 các bạn nhé, có thêm một cái phần cắm sạc trực tiếp của Nhật này. Riêng đối với thị trường Nhật thì có thêm cái này nó rất là tiện. Ngoài đốc ra thì có thêm bộ phận đấy. Các cái linh kiện ở đây thì pin nhập về thì bên em đã thay mới rồi, pin thay mới các bạn nhé, chứ không cần phải lo về các thứ gì cả, mọi thứ hoạt động ok ngon lành hết. Đấy. Máy có cảm biến chống rơi cầu thang. Nói chung là tất cả các robot thì đều có cảm biến chống rơi cầu thang. Đấy. Tất cả các robot đều có cảm biến chống rơi cầu thang các bác nhé. Đấy. Nên là các bác yên tâm. Đấy. Đấy, con này em bán là 3,5 triệu. Bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ nhé. Chào cả nhà.